Bình thường, doanh nghiệp này có khoảng 100 công nhân làm việc. Khi bắt đầu giãn cách xã hội, doanh nghiệp phải thực hiện 3 tại chỗ, lượng công nhân còn trụ lại khoảng 60%. Một tháng sau đó thì chỉ còn khoảng 40%. Điều ngạc nhiên là tổng sản phẩm làm ra của doanh nghiệp trong lúc này lại cao hơn 20% trước khi giãn cách. Tính ra, năng suất lao động của mỗi công nhân còn trụ lại đã tăng lên gấp 3. Sự gắn kết, đồng lòng giữa người lao động và người sử dụng lao động là nguyên nhân của kết quả này. Động lực để mà cho những người công nhân họ ở lại đây với mình, rồi tâm huyết với mình đó là chính mình là một yếu tố vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như đích thân đó là vợ chồng tôi đó phải đi tiếp phẩm lương thực từng ngày. Ngoài cái vấn đề mà mình chăm lo đời sống người ta đó, thì bên cạnh đó là nói gì nói là nó phải có cái thù lao. Anh bỏ ra mồ hôi nhiều hơn, anh bỏ công sức anh nhiều hơn thì bù lại anh sẽ nhận được cái thù lao đó nhiều hơn. 20 năm doanh nghiệp này gia nhập thị trường, có những công nhân đã gắn bó với công ty ngần ấy thời gian. Chế độ đãi ngộ lúc bình thường là điều kiện cần, đến những biến cố lại cần nhiều hơn nữa để tạo động lực cho người lao động. Và doanh nghiệp này đã chọn món quà kỷ niệm kết thúc thời gian giãn cách xã hội là một chỉ vàng cho công nhân. Anh hai chị hai thưởng cho mỗi em là một chỉ vàng 24, nhưng mà mấy em rất vui, tại vì tiền thì nó mấy, tiền xài hết, còn quà thì còn quà. Dạ, để làm kỷ niệm của mùa dịch mình ở đây bốn ăn bốn tại chỗ 4 tháng. Hơn 20 năm nay thì đây là một trong những một cái vừa là một cái biến cố mà cũng vừa là một cái kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của tôi cũng như là cuộc đời của những anh chị em công nhân ở đây. Chính ra nhờ những cái thời gian mà giãn cách, mình sống trong một cái tập thể như vậy, mình ăn uống như vậy, mình nghỉ ngơi như vậy, họ mới thấy là một sự yêu thương, một sự đoàn kết là khó có thể kiếm lại được. Bình thường mới trở lại, lao động di cư về quê khá đông, đã có rất nhiều người đến doanh nghiệp để đăng ký việc làm. Nhưng bằng những gì đã trải qua, ông Lộc cho biết tiêu chí tuyển lao động sắp tới của doanh nghiệp là xem xét tâm huyết của người đi tìm việc. Bây giờ mình ưu tiên cho tất cả những người công nhân đã tâm huyết với mình, hay hoặc là những người mà trước đây họ từng làm cho mình nhưng mà do điều kiện bốn tại chỗ họ chịu không nổi họ đi về, thì những người đó họ ưu tiên được trở lại. Tại các thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, ngay chính trong các ngành thâm dụng lao động, rất nhiều công nhân đã bỏ cuộc giữa chừng khi không chịu nổi 3-4 tại chỗ trong thời gian dài. Doanh nghiệp này đã tạo nên kỳ tích 40% nhân công gánh 120% công suất. Động lực về vật chất không chưa đủ, những động lực về tinh thần sẽ giúp cho người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.